Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, mới đây thì mình có nhận được một cái trăn trở của một người phụ nữ đã có gia đình. Bạn ấy tâm sự rằng là bạn ấy đã lên giường với một người đàn ông lạ. Theo lời bạn ấy kể thì bạn ấy và người đàn ông lạ chỉ mới nói chuyện với nhau qua mạng xã hội vài lần. Và rồi gần đây thì hai người gặp nhau. Trong buổi gặp đó thì bạn ấy đã vượt rào qua đêm và quan hệ tình dục với anh ta. Sự việc đã xảy ra hơn một tháng. Sau đêm đó thì người đàn ông vẫn thường xuyên nhắn tin cho bạn ấy qua mạng xã hội, rủ rê bạn ấy. Tuy nhiên là do giãn cách xã hội nên là hai người chưa có lần thứ hai với nhau. Bạn ấy nói rằng là hiện bạn ấy không biết phải làm thế nào cả. Bạn ấy thấy mình cũng thích người đàn ông đó, muốn gặp lại anh ta. Bạn ấy không biết có phải là đã yêu anh ta rồi hay không, và bạn ấy muốn có một cái lời khuyên. Các bạn thân mến, sau khi đọc thư của bạn gái này thì mình nhận thấy có rất nhiều người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như thế. Nhiều người đã không thể thoát ra được cái dư âm của mối tình một đêm như bạn ấy. Trước hết mình muốn nói rằng bạn phải bình tĩnh, phải định hình lại hoàn cảnh, vị trí của bạn lúc này. Bản thân bạn là người đã có gia đình, đây là cái mấu chốt thứ nhất. Do đó, việc bạn qua đêm với một người đàn ông không phải là chồng mình thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Từ cái điểm mấu chốt này dẫn đến việc là tất cả mọi thứ mà bạn đang trải qua đều không phải là việc nên có, không phải là việc nên làm. Bạn nói rằng bạn thích người đàn ông đó là sai lầm tiếp theo, và bạn tiếp tục có ý định gặp người đàn ông lần thứ hai cũng sẽ là một cái sai lầm nữa của bạn. Tình cảm nó giống như tàn nhang trên mặt phụ nữ vậy. Bạn không bao giờ nhìn thấy dấu hiệu của nó cho đến khi nó xuất hiện trên mặt của bạn. Tức là nó tiến triển một cách rất nhanh chóng mà bản thân chúng ta không nhận ra. Cái thứ hai, bạn phải xem xét là tình một đêm có phải là tình yêu hay không. Cảm giác thích của bạn với người đàn ông mà bạn lên giường với họ ngay trong lần gặp mặt đầu tiên đó là cái thứ tình cảm gì? Đó có phải là cảm giác của một người phụ nữ khi yêu một người đàn ông, hay là chỉ là cảm giác thích thú về thể xác? Mình nghĩ nó nghiêng về nhận định thứ hai nhiều hơn. Bạn phải đánh giá đúng cái điều này. Bản thân mình cho rằng với một người phụ nữ đã có gia đình, qua vài lần nói chuyện và một lần lên giường với người đàn ông đó thì không hẳn đó là tình yêu. Có thể đó chỉ là một cái cảm giác mới lạ mà bạn đã không có được trong một thời gian dài chẳng hạn. Cái thứ ba mà bạn phải xem lại đó là cuộc sống gia đình hiện tại của bạn như thế nào. Mình cũng mạn phép đoán rằng cuộc sống hôn nhân của bạn có thể không được hoàn hảo. Bởi vì chỉ có người phụ nữ không hạnh phúc với hôn nhân thì mới dễ dàng đánh mất mình với một người đàn ông lạ trên mạng như vậy, đúng không ạ? Vì vậy, bạn phải xem cuộc hôn nhân của bạn hiện nó đang gặp vấn đề gì? Đó có phải là nguyên nhân chính khiến bạn đánh mất mình dễ dàng hay không? Khi bạn đánh giá một cách chính xác những cái vấn đề mà mình vừa nêu, mà bạn nhận ra rằng mình sai lầm, thì mình khuyên bạn nên dừng lại. Các bạn thân mến, tình một đêm nó cũng giống như chúng ta ăn thứ đồ ăn nhanh vậy. Thứ đồ ăn rất ngon miệng, nhưng lại mang lại ít giá trị về dinh dưỡng. Và điều quan trọng nhất là nó rất nhanh chán. Chúng ta không thể ăn hoài, ăn mãi thứ đồ ăn nhanh đó mà vẫn cứ cảm thấy ngon miệng được. Nói về tình một đêm, tại sao có những người, đặc biệt là phụ nữ, lại bị nghiện bởi điều đó? Có hai lý do chính. Thứ nhất là nó mang lại cảm giác mới lạ. Một người phụ nữ đang gặp vấn đề trong hôn nhân, trong chuyện tình cảm, khi đã vướng vào một cái tình một đêm ấy, thì sẽ rất khó rút ra được. Hầu hết phụ nữ sau khi trải qua mối tình một đêm đều có cảm giác tội lỗi, cắn rứt lương tâm, cảm giác ân hận. Nhưng mà sau khi cảm giác đó trôi qua
thì họ lại bị cuốn theo nó mà rất khó có thể thoát ra ngoài được. Đàn ông giống như những con người đi săn vậy. Họ có thể dễ dàng lên giường với một người phụ nữ tán tỉnh qua mạng, hoặc là họ bỏ tiền ra để được một cô gái phục vụ qua đêm. Nhưng mà ít người bị cuốn vào đó, tức là đàn ông không nảy sinh tình cảm mà họ chỉ coi đó là cuộc vui qua đường. Nhưng với phụ nữ thì lại không như vậy. Đặc biệt là phụ nữ đã có gia đình và đang gặp những cái vấn đề trong hôn nhân. Khi một người phụ nữ xác định và chấp nhận lên giường với một người đàn ông, thì có thể họ có chút gì đó hứng thú với người đàn ông đó. Dù là trong phút chốc thôi, nhưng mà những câu nói, những cử chỉ của một người đàn ông lạ mặt có thể sẽ đem lại cảm giác hứng thú cho người phụ nữ. Mình ví dụ, một người phụ nữ mà lâu ngày không được chồng âu yếm, không có được những cái sự quan tâm, thì khi gặp một người đàn ông có thể cho họ cảm giác đó, họ rất dễ bị lạc lối, đánh mất mình. Cũng giống như là trong trường hợp của cái bạn gái này, mình bỏ qua cái chuyện mà có những người phụ nữ bản tính đã lăng nhăng thì không bà làm gì cả, đúng không ạ? Nhưng những người mà họ là những người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, không ai nghĩ rằng là họ có thể có một mối quan hệ ngoài luồng, và không ai nghĩ rằng họ có thể lên giường với một người đàn ông khác, thì họ lại làm cái điều đó. Vậy thì phải có một cái yếu tố ngoại cảnh nào đó tác động lên họ thì mới khiến họ quyết định hành động như vậy chứ, đúng không ạ? Ngoài cái cảm giác mới lạ, nó thúc đẩy người phụ nữ vượt qua ranh giới, thì một điều nữa của tình một đêm khiến phụ nữ nghiện, đó là nó giải tỏa áp lực và gánh nặng. Tình một đêm nó giải phóng rất lớn những cái áp lực mà một người bất kể là nam hay là nữ đang gặp phải. Mình ví dụ, khi một người phụ nữ đang trải qua một cuộc hôn nhân không hoàn hảo, họ bị đè nén với rất nhiều những cái áp lực, thì tình một đêm có tác dụng giải phóng hoàn toàn cái điều đó. Vì thế mà sau khi trải qua mối tình một đêm với một người đàn ông, thì người phụ nữ có xu hướng là muốn trải nghiệm thêm một cảm giác nữa. Người ta nói là có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đúng không ạ? Như mình vừa mới nói, thì đàn ông là những kẻ đi săn. Họ không bao giờ để cho con mồi dễ dàng thoát khỏi họ. Họ sẽ vờn con mồi đó một thời gian, khi nào họ chán thì mới thôi. Và người phụ nữ mà sa đà tình cảm, hiểu nhầm đó là tình yêu, thì sẽ lãnh hậu quả rất là nghiêm trọng. Vậy thì làm gì để thoát khỏi ám ảnh của tình một đêm đây ạ? Cách thứ nhất là ngăn chặn tuyệt đối những tương tác với đối phương mà mình đã trải qua tình một đêm với họ. Điều này đòi hỏi người phụ nữ phải có sự quyết tâm. Phần lớn phụ nữ không thể thoát được sự cám dỗ, sự mời gọi của người đàn ông lạ, bởi vì là vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tương tác với họ. Đàn ông khi mà nắm được điểm yếu của phụ nữ ấy, thì họ sẽ lôi kéo bằng được, và người phụ nữ sẽ khó cưỡng lại được cám dỗ. Lúc này phụ nữ sẽ nảy sinh tâm lý rằng có lần một rồi thì thêm một lần nữa cũng chả sao cả. Đây là một cái tâm lý sẽ dồn bạn xuống đáy sâu của sự sai lầm. Cách thứ hai là chuyển suy nghĩ và mục tiêu vào chuyện khác. Với những người phụ nữ đã có gia đình thì nên chuyển mục tiêu sang chồng, sang con cái, và lấy lại cảm giác với những người thân yêu của mình, vun đắp tình cảm gia đình. Điều đó thì sẽ giúp cho bản thân quên đi những cái ham muốn đang giày vò bạn. Và cái thứ ba, những người đang bị ám ảnh bởi thứ tình một đêm đó là phải luôn nhắc nhở bản thân rằng những cảm giác đó chỉ là khoảnh khắc sai lầm trong quá khứ, và nó không phải là tình yêu thực sự, không phải là hạnh phúc thực sự mà bạn đang tìm kiếm. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Có những sai lầm, có những cám dỗ mà đôi khi chúng ta không thể cưỡng lại được nó.
chúng ta không điều khiển được nó. Vì thế, đừng quá ám ảnh, đừng mang tâm lý tội lỗi, cũng đừng vì đã có một lần mà buông thả để tiếp tục có lần thứ hai các bạn nhé. Chủ đề tối ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.